大家好，欢迎大家来到韦老师的汉语课堂。每天努力一点点，你将大有不同。Xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với lớp học tiếng Hán của cô Vi. Mỗi ngày cố gắng một chút, bạn sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Hôm nay chúng ta học thanh mẫu bo, po, mo, fo.Với lại vận mẫu A, O, Ơ. Trước tiên là thanh mẫu Bo, Bo. Âm hai môi khép chặt. Khi phát âm, có ít luồng hơi từ bên trong khoang miệng chạy ra ngoài. Không bật hơi, dây thanh không rung. Phát âm giống như Bo, Bờ, Ua, Bo của tiếng Việt. Cô đọc lạiBô, bô, bô. Tiếp theo là pô, pô. Âm hai môi, vị trí phát âm giống như pô, hai môi khép chặt. Khác với thanh mẫu pô là khi phát âm pô có luồng hơi mạnh bật ra, dây thanh không rung. Các bạn có thể thử dùng một tờ giấy để phía trước của mình để phát âm pô.Xem tờ giấy kia nó có bay lên không. Nếu là tờ giấy bay lên nó mới là đúng. Cô đọc lại Pô, Pô, Pô. Tiếp theo là âm môi mũi. Hai môi khép, ngạc mềm và lưỡi tệ hạ xuống tự nhiên. Khi phát âm, âm thanh từ mũi ra, dây thanh rung. Phát âm giống như Mua, mờUa, mua của tiếng Việt. Cô đọc lại Mua, mua, mua. Tiếp theo là Phô, phô. Âm môi răng, răng trên tiếp xúc môi dưới. Khi phát âm, luồng hơi từ bên trong thoát ra ngoài, dây thanh không rung. Phát âm giống như Phở, ua, phô, phôCủa tiếng Việt. Cô đọc lại Phô, phô, phô. Tiếp theo các bạn hãy học theo cô vận mẫu A, O, Ơ. A, miệng mở to, rộng, vị trí lưỡi thấp nhất, môi không tròn. Phát âm giống như A của tiếng Việt. Cô đọc lạiA, A, A. Tiếp theo là O, O. Độ mở miệng vừa phải, vị trí lưỡi hơi cao, thiên về phía sau, môi tròn. Phát âm gần giống như O của tiếng Việt. Cô đọc lại O, O, O. Tiếp theo làưa, ưa, độ mở miệng vừa phải như ua, vị trí lưỡi hơi cao, thiên về phía sau, môi không tròn. Phát âm gần giống như ưa, thiên về ơ của tiếng Việt. Cô đọc lại ưa, ưa, ưa. Tiếp theo các bạn xem bảng biểu ghép vần.Đọc theo cô Ba, Bo, Pa, Po, Ma, Mo, Mơ, Pha, Pho. Tiếp theo là phần bài tập, các bạn đọc thử Ba, Pa,Bô, Pô, Ma, Mô, Mơ, Pha, Phô. Khi đọc thử, các bạn có thể xếp hai từ vào một nhóm để so sánh có những gì khác nhau. Như thế sẽ hiệu quả hơn.
Ok, chắc là có bạn cảm thấy học pháp âm hơi nhàm chán. Thế thì chúng ta học một số từ mới. Từ thứ nhất là pa. Pa có nghĩa là số 8. Từ thứ hai là pa pa. Pa pa có nghĩa là bố. Từ thứ ba là mama. Mama có nghĩa là mẹ. Từ thứ tư là bố bố. Bố bố ý là bác trai. Từ thứ năm là phổ phổ. Phổ phổ bật hơi, ý nghĩa là bà, mẹ của chồng. Tiếp theo pa. Pa nhớ bật hơi, có nghĩa là sợ, sợ hãi. Từ thứ bảy là pha. Pha có nghĩa là phát hoặc là người. Tiếp từ cuối cùng phố. Phố ý nghĩa là Phật. Phần cuối cùng là văn hóa. Các bạn đã bắt đầu học phiên âm rồi, nhưng các bạn có biết nguồn gốc tích của phiên âm tiếng Hán không? Tức là phiên âm có từ lúc nào và phát triển như thế nào? Thực ra ở cổ đại Trung Quốc không có phiên âm. Khi người cổ đại gặp một chữ mới, họ sẽ đánh dấu bằng một chữ khác họ quen có phát âm giống nhau. Ví dụ, khi gặp một chữ mới xuẩy, họ không biết động như thế nào, họ sẽ đánh dấu bằng một chữ khác, chữ đồng âm họ quen thuộc, chữ xuẩy. Các bạn có thể xem văn bản, như thế sẽ rõ hơn. Nhưng có một số chữ không có chữ đồng âm thì sao? Họ sẽ dùng hai chữ khác ghép âm, ghép bằng thanh mẫu chữ đầu tiên và vận mẫu thanh điệu chữ thứ hai. Ví dụ, họ không biết chữ trấn đọng như thế nào, họ sẽ đánh dấu bằng hai chữ khác trái, mấn, lấy âm thanh mẫu của trái là ch, ghép âm với vận mẫu và thanh điệu của mấn, ấn, sẽ tạo ra âm chữ trấn. Các bạn có thể xem văn bản sẽ dễ hiểu hơn. Nhưng cách đánh dấu như thế này mang tính hạn chế rất lớn. Đến thời nhà Minh, một nhà truyền giáo người Ý đã sử dụng bằng chữ cái Latin để đánh dấu cách phát âm của các ký từ Trung Quốc. Sau đó, dần dần được cải thiện bởi các nhà truyền giáo Pháp và Anh. Qua nhiều nỗ lực và sửa đổi của mọi người sau này, mới hình thành phiên âm tiếng Hán ngày hôm nay. Vì vậy, chúng tôi biết rằng ngôn ngữ ra đời trước và sau đó mới có một công cụ giúp đỡ mọi người phát âm. Đó chính là phiên âm tiếng Hán. Phiên âm đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình học tiếng Hán của người nước ngoài. Một số người nước ngoài thậm chí chỉ biết phiên âm. Khác với hệ thống phiên âm tiếng Hán của học sinh tiểu học Trung Quốc, trong hệ thống phiên âm tiếng Hán của học sinh tiểu học Trung Quốc, sử dụng 23 thanh mẫu, 24 vận mẫu và 16 âm tiết đọc tổng thể. Nhưng điều này không phù hợp với người nước ngoài. Đối với người nước ngoài, chúng tôi sẽ sử dụng 21 thanh mẫu và 38 vận mẫu theo phương án phiên âm tiếng Hán do Ủy ban Cải cách Văn tự Trung Quốc ban hành. Buổi học hôm nay chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Mỗi ngày nỗ lực một chút, 你将大有不同。我们下节课见。Mỗi ngày cố gắng một chút, bạn sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Chúng ta hẹn gặp lại buổi sau.